Xin chào anh em các bác và các bạn nhé. Đây là một cái món mà tôi đã bán nồi nhậu cách đây từ mười mấy năm và khách hàng rất là thích. Thì chúng ta có thể làm ăn nhậu với nhau, hoặc là chúng ta có thể làm để mà cho trẻ con trong nhà chúng ta ăn. Thì cánh gà thì chúng ta ướp với lại lá xả nhé, với nghệ và dầu hào và cái nước cốt chanh. Với một ký cánh gà này thì chúng ta bỏ vào khoảng 2 thìa nước cốt chanh nhé, một thìa dầu hào thôi. Còn nước mắm và các cái gia vị khác như là đường, tỏi, tiêu thì chúng ta tùy theo mỗi nhà, chúng ta giảm theo thói quen của chúng ta. Đó. Thì sau khi mà chúng ta ướp thấm vị rồi thì chúng ta gấp ra và chúng ta đổ hết những cái nước mà nó đọng lại ra nhé. Thì để chúng ta thắng cái bột này cho nó đều nhé. Với một ký thịt này thì chúng ta bỏ khoảng 2 thìa đầy cái bột bắp nhé. Nếu không thích bột bắp thì các bác có thể dùng bột chiên giòn cũng được, nhưng mà tôi dùng bột bắp thì thấy độ giòn và màu sắc rất là đẹp đó. Thì nếu mà chúng ta muốn ấy, nếu mà chúng ta muốn ăn nó giòn ấy, thì chúng ta cho nhiều bột và chúng ta chiên ngập dầu nhá. Ở đây thì tôi gọi là chiên cho gia đình ăn thì chúng ta giảm bớt dầu mỡ đi. Chúng ta chỉ thêm vào khoảng tầm gần một thìa bơ, già nửa thìa bơ. Đấy. Chúng ta chiên chín thịt đi. Cái lá xả nó có cái màu sắc và cái mùi thơm rất là đặc biệt, rất khác biệt so với cây xả. Nếu chúng ta không có lá xả thì chúng ta hẵng bỏ cây xả, và nếu chúng ta bỏ cây xả thì chúng ta xay nhuyễn hoặc là băm thật là nhuyễn nhé. Tôi thích dùng với lá xả hơn, cái mùi của nó rất là độc đáo và khi chúng ta chiên lên thì cái màu nó rất là đẹp nhé. Nấm tấm xanh trên cái thịt gà vàng như này rất là đẹp. Đó. Thực sự cái lá xả và cái dầu hào cũng như cái cốt chanh nó tạo ra cái phong vị riêng cho cái món ăn kiểu như này. Khi chúng ta nấu sốt ấy thì tôi chỉ bỏ một thìa dầu ăn thôi và lửa thìa bơ nhá. Chúng ta bỏ nhiều quá ấy, khi chúng ta nấu sốt nên nó rất là khó mà khô cái miếng thịt của chúng ta. Đấy, 2 thìa cốt chanh, 2 thìa tương đen và 2 thìa nước. Chúng ta gia giảm một chút ít gia vị vào đây cho nó vừa ăn nhé, để cho bù lại cái lượng mà nước đọng lại vừa nãy chúng ta đổ đi đấy, nước ướp chúng ta đổ đi, bây giờ chúng ta gia giảm lại thôi. Đó. Thì cái này tùy mỗi người nhé, chúng ta phải làm một vài lần thì nó sẽ quen đi. Đấy, chúng ta đảo thông thường thời gian của tôi khoảng tầm 2 phút đến 3 phút. Thì tùy các bác và các bạn, khi nào chúng ta thấy cái mép của cái chảo ấy nó hơi nhám đi, hơi đen đi và cái miếng thịt của chúng ta nó khô, nó săn lại nhé. Làm như thế này đấy, với cái lượng dầu và lượng bơ ít ấy, thì cái miếng thịt của chúng ta nó rất là săn thịt và rất là đậm vị nhá. Nó không bị bóng dễ, nó không bị ngán. Hai đứa trẻ con nhà tôi nó có thể ăn hết bay một ký này, thực sự là như vậy. Và khách hàng của tôi nhậu rất là thích, và ông làm sao mà chúng tôi ăn nó không có ngán đấy. Chứ còn thông thường chỗ khác ăn cánh thứ nhất, cánh thứ hai sang cánh thứ ba thì nó thấy là ngán lắm rồi, mà ông làm tôi ăn hoài không thấy chán. Thì đây là chính là cái cách của tôi làm. Đấy, chúng ta cốt chanh chúng ta cho nhiều một chút và chúng ta xào đảo cho đến xém cạnh này, chúng ta cũng bỏ gia vị, bỏ hành vào như này. Thì hành thì tôi dùng hành tăm nhà trồng đấy. Các bác có thể dùng ngò gai hoặc là ngò tàu, hoặc là hành và ngò tàu đấy, ngò gai đấy, hoặc là hành và thịt là hành và cái rau mùi đấy. Thì một cái món ăn đơn giản ai cũng có thể làm được nhé.